đấy, chị đấy. Alo. Alo. Chị đây hả? Alo, alo. Chị đây hả? Chị Thanh à? Chị Thanh này Châu, chị ơi chứ. Chị nhớ là giữ nhiệt cho nó nhá. Chị phải mua cái nhiệt kế đi chị ạ. Chị mua cái nhiệt kế chị để ở cái khu vực mà nó hay di chuyển hay nằm ngủ hay là nó sinh sống, nó rơi vào tầm khoảng 33 độ nhá. Khoảng 30 đến 33 độ là cảm giác mình đi vào là nó hơi nóng, chị đóng thì đứng ở trong nó hơi nóng. Điều quan trọng là chỉ cần nhiệt trong vòng tuần đầu là ok rồi, nó qua được tuần đầu giữ nhiệt tốt, tại vì là nó thay đổi khí hậu, thay đổi vùng miền. Còn nào ăn thì chắc là nó ăn khỏe rồi đúng không? Thì chị thấy vẫn ăn bình thường. Thì theo cái thuốc của em kê đấy, cái thuốc chống stress đấy là uống cái lọ đấy là uống trong vòng 3 ngày hết luôn. Còn những cái thuốc kia thì đấy là những gói uống đấy, thì nó không sợ quá nhiều lượng gì cả, chỉ có mỗi cái thuốc gói mà gọi là liều phòng bằng 1/2 liều chữa đấy thì mình phải để ý. Đó. Có đẹp không, có dấu hiệu gì tốt không? Nói chung là cũng được, nhưng mà nó vẫn cứ kiểu vẫn chưa con to con nhỏ đâu, đều con lắm. Thực ra thế là cố gắng lắm rồi, đây là đẹp nhất đầu vụ rồi. Cố gắng lắm rồi đấy, tại vì là đúng ra là chỗ chị em với nhau, chị cũng dặn từ trước đấy, thì em để chị bây giờ còn bao nhiêu đơn người ta cũng chuyển tiền trồng chéo mà lứa. Chị biết là đà điểu ở đây, ở trong Quảng Nam hoặc là ở một số vùng khác là bây giờ họ chưa nở, chưa có. Toàn hẹn tầm 2 tháng nữa thì mình nuôi trước này là mình lại có cái thị trường tốt đầu ra. Thứ hai là cái con đà điểu này bọn cho vào ấp ở đây là nó có phải là 100 quả trứng nó nở được 100 đâu, nó nở đạt tỷ lệ lở không cao. Mà đấy là cũng là bắt, đây là bắt chọn nọc đấy. Thì là cũng là cực kỳ là chỗ chị em cực kỳ ưu ái. Chị cảm ơn em. Chị chỗ là chị phải nuôi khoảng 50 con, nhưng mà rồi khoảng là như lần trước đây nó chưa đảm bảo mấy. Thì em trừ ghi nhiệm vụ nhất cho em là như này này. Thứ nhất là phải giữ nhiệt độ, thứ hai là phải không để nó hỏng cái đôi chân của nó. Mình luôn cái này là mình không cần phải lớn nhanh trong vòng 1 tháng đầu này đâu, nó chỉ giữ được đầu con thôi, nghĩa là nó ăn tạp chất rau rồi nó vận chuyển nhanh nhẹn là được. Chứ không nhất phải béo nhiều, khi nó ăn được cứ cho nó ăn nó béo quá không tốt. Nó lớn, nó chỉ lớn từ tầm từ 15 cân đổ ra bắt đầu nó mới lớn nhanh. Thế nhưng mà nó tháng đầu con ăn rau được chưa? Bây giờ cho nó ăn rau được chưa? Thì mình cứ thử cho nó ăn ít một, nếu mà mình cảm thấy nó cái này là mình cứ phải nghe ngóng thử thực tế, nhưng mà tầm này thì nó ăn được rồi. Thái nhỏ ít một thôi, ăn ít một thôi. Vâng. Người ta gần mắc võng ở trong chuồng tuần đầu tiên để ý. Vâng. Tại vì con nhất là cứ để cho gà ăn cám mấy hôm cho nó ổn định đã nhá. Vâng. Đấy. Thế nhá, chị cảm ơn em nhá. Vâng, ok chị. Ông Anh ơi. Anh Thao cô gái đà điểu đây. Vâng. Tình hình có tốt không em? Tình hình thì nói chung là 4 năm mỗi điều những con thì đưa về từ hôm vẫn yếu. Em bây giờ anh dặn em là như này nhá. Đầu tiên là em không nhất thiết phải gì cả, quan trọng là phải giải thảm cho nó và giữ nhiệt độ. Như em phải mua cái nhiệt kế, em để cái nhiệt độ nó khoảng tầm 23 độ nhá. Vâng thì em vẫn giải thảm xong rồi bóng 175 ấy. Bóng 175 á, mua cái bóng ấy đấy, cái bóng uống gà đây, bóng tròn. Đấy cái bóng tròn kiểu đó uống gà quan đấy mà. Mua cái bóng đấy để cho hai cái bóng hai góc vào cho nó để cảm giác nhiệt độ nó phải trên 30 độ, mà nó chỉ ăn cám khoảng 3-4 ngày nữa thì em thái rau muống cho ăn rau riêng, cám riêng, nhưng mà cho ăn một bữa một thôi. Rau với cám không được trộn lẫn nhau nó chua chứ. Vâng, nói chung là vẫn ok mà. Thì 4 con nhỉ? 4 con chuyển về cây xăng Đầm Hà Quảng Ninh đúng không? Okay. Vâng. Đấy thì nói chung là cứ mọi vấn đề thì kỹ thuật có thứ gì không biết là phải hỏi anh luôn nhá. Vâng, có gì em biết em sẽ điện hỏi anh. Đấy em là người may mắn là nhận được con giống đầu tiên của năm 2019 đấy. Vâng. Em cảm ơn anh. Bây giờ em bận chút em đi làm đấy. Rồi. với cậu rồi đấy, bởi vì giá thứ nhất là bên mình nó là bao gồm cả vaccine các thứ đầy đủ, với hai nữa là tôi còn phải vận chuyển các thứ đảm bảo cho cậu nữa mà. Bây giờ con giống này mình phải làm nó hao hụt một con là người mua là đã thiệt thòi rồi, nó tôi đã tính hết rồi nhá. Thậm chí là có những cái thuốc tiếp là tôi phải gửi kèm theo, tôi đang dùng thuốc gì là tôi phải gửi kèm theo vào đó luôn để cho nó không bị lạ. Rồi vậy đấy, vậy là cho ai con á anh. Rồi đúng rồi. Rồi. Rồi tại vì nãy em nói đặt nhiêu con không anh? Nó bảo đặt 20 con. Thì 20 con thì kiếm tiền con nữa rồi ở con nữa rồi đấy. Rồi đấy em nhận hàng em đặt trả tiền đủ. Rồi thế bây giờ định đặt bao nhiêu tiền? Dạ anh đặt 20 triệu. Rồi ok thế được rồi. Dạ. Vậy ha, chắc cú vậy ha. Dạ. Alo chào em. Vâng. Em gửi tiền cho anh rồi nhá. Kiểm tra nhá. Anh ơi, anh là như thế nào nhở? Hả? Anh vừa chuyển bao nhiêu tiền ạ? Vâng, gửi tiền rồi, 19 triệu mà. Là anh đặt là như nào ạ? Anh đặt 8 con mà. 8 con. Tốc độ ở chỗ này. Rồi ok đúng rồi. 8 con là đúng rồi, vàng. Lấy con gì? Con mái à? Mái à hay là thế nào nhỉ? Đa điểu đúng không anh? Đa điểu. Không quan trọng số mái đâu, vì một nuôi thương phẩm nó lớn như nhau mà anh. Biết rồi, nhưng mà muốn trẻ tiếng Việt nói thế nào trời, khó quá. Cái con mẹ hay trai hay gái? Con được con cái. Con cái thì 5 nhá, trai thì 3 nhá. Rồi vâng. Con chủ nhật thì gửi được không nhỉ? Anh gửi tin nhắn địa chỉ chính xác vào đây, địa chỉ nhắn có dấu nhá, hay anh đọc luôn thế nào? Vâng. Chủ nhật thì gửi được đã. Nếu chủ nhật thì đi thì sẽ em cũng sẽ đi bên nước ngầm mà, đi gặp nhau bên kia cũng được. Rồi ok. Rồi. Đấy 8 con thì gái 5. Rồi. Trai rồi. Ok. Tiếng Việt nói thế nào anh? Gái là gì à? Là con vượt. Con trống con mái. Con trống à? Ừ. Trống là trống con cái đúng không? Con trống con cái. Trời ơi khó quá. Ok chủ nhật nha anh nhá. Rồi từ ra, chủ nhật chưa được đâu. Chưa chủ nhật chưa được đâu. Chưa được à? Chưa được đâu. Khoảng ngày mấy anh? Để từ ra để tôi xem lịch của giám đốc, xem tình hình nào nó đảm bảo được cái chuyển, có gì tôi báo lại cho. Nhưng mà tiền thì em gửi rồi nhá, kiểm tra nhé. Biết rồi, tiền thì báo rồi. Vừa đấy kiểm tra có 19 triệu rồi. Bạn là người nào đúng không? Vâng. Người nước nào đúng không? Lào. Đây tìm cái cho một cái luôn nhá. Rồi ok. Sang đây chưa được tán được con nào đâu. Chán quá. Vậy ha. Ok Việt. Một thằng đấy. Anh ơi, cho em hỏi lại tí là nếu anh kiểm tra lại là ngày thứ mấy thì nhắn tin cho em với nhá. Rồi đúng rồi, ok. Vâng, tại vì sẽ bảo các bạn bên Lào. Rồi, cái này nó không phải do một mình, nó do hội đồng cơ quan các thứ, nó phải có lịch, nó phải đảm bảo thì nó mới xuất được. Thế ạ. Người ta đặt tiền từ trước Tết kia, hôm vừa rồi mới xuất được hơn 100 con, bây giờ bạn đứa này là đứa thứ hai là bạn đã ưu tiên lắm rồi. Vâng. Yên tâm đi, bên mình sẽ chuyển, nhưng vấn đề cái thời gian này là mình không một mình quyết được, là nó phải đảm bảo trong cơ quan xuất ra được nhá. Vâng, khoảng 4-5 ngày chắc phải được nhỉ. Cái phiếu của bạn là tôi làm rồi, yên tâm, tôi sẽ dán được lịch nhắc công việc, có gì tôi sẽ chủ động tôi báo trước cho bạn. Vâng, cảm ơn. Công tác của bạn công tác bình thường nên có gì anh em mình sẽ chủ động báo nhau nhé. Vâng anh. Không vội được đâu, cái này vội nó không đảm bảo nhé. Vâng. Tại vì tiêm xong nó phải ngấm thuốc bao nhiêu ngày và ngày tháng nó phải đủ, bạn nuôi nó mới không hao hụt nhá. Vâng anh. Yên tâm đi, nói gì con này cả nước làm gì ở đâu có đâu, mỗi ở đây có đâu nhá. Vâng. Mà nó ăn rất tạp, nó ăn như là gia cầm. Bạn cứ hình dung là con ngỗng, con gà, con ngan mà ăn cái gì thì ăn cái đó. Đặc biệt là chúng ta tận dụng những cái chất cỏ, chất xơ như cây chuối, bèo, cỏ voi, các bạn thái xay nhỏ ra, chúng đã rất thích ăn. Tất cả những hàng rau củ quả và ngũ cốc chúng rất thích ăn. Cái tốc độ lớn nhanh nhất là giai đoạn từ 25 cân đến giai đoạn 8-90 cân, là tốc độ lớn rất nhanh. Các bạn có thể thấy là chúng tôi đã cung cấp con giống trong nhiều năm qua và đã cung ứng trên mọi miền Tổ quốc. Có những bạn ở Cần Thơ, có những bạn ở Gia Lai, có những bạn ở miền Nam, có những bạn ở Phú Quốc. Thì trên màn nhỏ thì đây là chị Thanh, gọi là chị bán rượu ở trên Lai Châu. Thì chị Thanh này năm ngoái chị cũng bắt 20 con, năm nay chị bắt hơn. Năm nay thì cũng ưu tiên cho chị bắt trước, bởi vì chị là người rất là ok, chị đã chuyển khoản đầy đủ từ trước Tết ấy. Thì gửi về Lai Châu thì có cái xe Việt Anh, chúng tôi gửi ở bến xe Mỹ Đình. Thì 10 giờ đêm xe Việt Anh bắt đầu chuyển bánh từ Mỹ Đình, và 7 giờ sáng là đà điểu đã có mặt ở trên Lai Châu. Đó. Thì các bạn ở khu vực miền Trung hoặc khu vực miền Bắc thì vô tư luôn đi. Còn các bạn ở khu vực miền Nam thì các bạn cứ qua văn phòng đại diện tại bến xe miền Đông. Đó, chỗ nhà xe Anh Quyên thì các bạn có thể viết phiếu đặt tiền. Đà điểu năm nay thì các bạn phải đặt tiền thì chúng tôi mới bố trí, chúng tôi chuyển cho các bạn được. Đó. Thì đây là cái những cái khoảnh khắc mà chúng tôi gột úm, đấy, gột úm để chúng tôi chuyển giao. Khi chuyển thì chúng tôi sẽ gửi theo cả thuốc để các bạn uống theo cái quy trình đi đường là stress, rồi thuốc uống, rồi thuốc phòng. Đó. Thì cố gắng là chúng tôi sẽ không để cho các bạn bị hao hụt đầu con, bởi vì cái giá thành con giống nó rất là cao, và con nông dân thì toàn những người không phải là có điều kiện để mà phát triển kinh tế. Nếu như các bạn mà thất bại chúng tôi cũng rất là áy náy. Hy vọng rằng cái kênh cung cấp con giống đà điểu tại Ba Vì và cung ứng cả nước với cái văn phòng, với những cái thông tin của đồng chí Thao Chim Cú Gáy, sẽ mang lại được những chú con đà điểu giống thật là khỏe mạnh, mang lại cái giá trị kinh tế cho cuộc sống của các bác yêu thích chăn nuôi, đặc biệt là con đà điểu. Một lần nữa xin để lại số điện thoại là 033 5305982. Kính chúc các bác sớm có được những thành quả tốt nhất trong năm 2019. Thì ở cái đây xin phép đây là cái thông tin mà quý vị bà con có thể là liên hệ. Đó. Đây là con giống đà điểu, con đà điểu con, đà điểu con. Những cái khoảnh khắc rất là rõ ràng về con giống. Chim cô gái miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mang mẫu phấn hồng, âm dòng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chả áo, chim quyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương cả Ba Vì và giống đà điểu để tránh. Chúng tôi rất là nhiều điện thoại, các bạn thông cảm. Nên các bạn phải gọi cho chúng tôi một vài lần trong ngày. Đó. Tại vì có cái số sim thì không thể giao cho người khác dùng được, mà chỉ có những cái thông tin và những cái kỹ thuật chúng tôi nắm bắt được, chúng tôi mới để cho các bạn. Yêu sao tiếng gáy chim cung, cây đa bến nước lời. thì báo cáo với các bác trên cái mạng xã hội thì rất là tốt. Các bạn vào cái kênh đây, các bạn vào cái kênh Chim Cugayhay hay này thì các bạn thấy là những cái bài đăng về con giống đà điểu, và đặc biệt là có một cái fanpage các bạn nhé. Đâu rồi? Ok, các bạn vào một cái fanpage là nó sẽ có cái con giống đà điểu, là cái trang fanpage này tôi có cố tình tạo ra một cái fanpage riêng về con giống đà điểu các bạn ạ. Đấy, fanpage này thì nó có cái đà điểu con giống thị phương Cần Quốc và cái những cái bài đăng. Đó. Ngoài ra thì các bạn vào cái kênh YouTube các bạn nhé. Các bạn vào cái kênh YouTube là cái kênh của mình, tên của nó là Chim Cugayhay, bởi vì bên mình là cũng có gây nuôi và phát triển cái giống chim cu gáy. Nhưng trong đó là tại cái kênh này thì tôi đăng rất nhiều những cái bài về đà điểu. Đấy, rất nhiều những bài về con giống đà điểu. Ví dụ như những cái bài câu trả lời những cái vấn đề. Đây, những cái bài này là bài quảng cáo một chút. Đây là những cái chuyển đất chuối nha. Đây là 13 cái thắc mắc của bà con trước khi tiếp xúc với con đà điểu. Xuất xứ ở đâu, ở những vùng miền nào, bao nhiêu kg, nhận biết con trống con mái như làm sao, nuôi bán thịt, tỷ lệ trống mái như thế nào, thức ăn của nó chúng là gì, cách xây dựng chuồng trại như thế nào, nuôi con đà điểu lãi bằng lợn gà hay không, các sản phẩm giá cả như nào, bán ở đâu. Một số lưu ý khi nuôi đà điểu con giống, mua con giống đà điểu thì ở đâu và mua như thế nào, nuôi thành thành phẩm thì đầu ra như thế nào, giá trị mang lại trong cuộc sống là như thế nào, rất là nhiều. Các bạn có thể vào tại cái kênh trong kênh này các bạn tìm kiếm ở cái mục tìm kiếm này, con giống này, con giống đà điểu đó. Thì các bạn thấy là có rất nhiều những cái bài mà tôi đăng ở trên cái kênh Chim Cugayhay này. Mua đà điểu ở đâu này, bắt như thế nào này, đấy, cho ăn như thế nào này, một số lưu ý này, chuyển giao này, chuyển đi những đâu này, bạn ở xa như nào, bạn ở gần như nào này. Đấy, có những cái trường hợp nhiều bạn là mua những con giống đà điểu về, các bạn lại không biết gì về kỹ thuật cả, các bạn lại đi thả ra cái nền nhà gạch hoa trơn. Thế là con đà điểu nó, sau 2 ngày là nó bị xoạc hết hai chân, xoạc là hai. Thế thì khi gặp trường hợp như thế thì các bạn lại bảo là con giống nó yếu, không phải. Nếu như gặp trường hợp như thế là các bạn phải thay đổi bằng giải, bằng nệm, bằng thảm hoặc là bằng nền cát, nền đất thì nó mới có ma sát. Thứ hai là các bạn phải, khi nó bị xoạc rồi các bạn phải dựng đà điểu lên và go hai cổ chân đứng khép vào, rồi nó sẽ cứu vãn được tình huống các bạn nhé. Đó, đây là những cái bài rất là nhiều về đà điểu trên cái kênh Chim Cugayhay các bạn nhé. Từ xưa giờ tôi luôn luôn tâm đắc và nghiên cứu về chủ đề con đà điểu và cung cấp con giống cho các bạn. Ok, có lẽ là mình sẽ xin phép tạm dừng video ở đây để mình trả lời một vài câu hỏi. Mình cú điện thoại đã các bạn nhé. Ok, đấy, các bạn thấy rất nhiều những cái cách mà mình đăng những cái bài, những cái chủ đề, những cái thắc mắc và những cái kỹ thuật để các bạn nuôi con đà điểu. Kể cả các bạn khám xem con nào con trống, con nào con mái, bắt như thế nào, di chuyển như thế nào, mổ bằng cách nào, chuyển đi xa thì chúng tôi phải làm gì. Đây này, cách thức chuyển đà điểu đi các tỉnh như thế nào. Đấy, như nào, khi mà bị đà điểu đá thì như nào, nó đá, tại sao nó đá ở đâu. Rồi nhiều vấn đề các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn sẽ tìm được một đơn vị để các bạn mua con giống thật tốt. Và chúc các bạn có thành công trong chăn nuôi.